Thì đây là cái ngôi nhà mình vừa mới tô xong anh em. Đây là tầng 2 nhá. Tầng 1 thì đã làm được lâu rồi. Ở đây là những vách tường anh em mình vừa mới ốp xong. Ở đây thì cái vách tường này thì bên mình sẽ ốp cao 1,5 m nha anh em. 5 viên nha, 1, 2, 3, 4, 5 viên. Viên này thì có viên nằm ở bên, nằm ở trong cái gạch luôn nha. Thì chiều cao tổng 5 viên là 1,5 m nha anh em. Thì mình sẽ tiến hành ốp tiếp những bước này. Và ở đây mình sẽ bổng những đường mực để mà chúng ta đi đường chân nó dễ hơn nha. Bổng mực nha. Thì nếu mình sẽ đi đường chân theo cái mực này nha. Thì bây giờ mình tiến hành làm nha anh em.
Thì ở đây là cái vách tường của mình đã vừa mới ốp xong. Đây. Cả đều ngay ngã tư đều rất là ngay nhá. Ngã tư rất là ngay. Đây là vách tường ở nhà này ốp vách 1,5 m thôi nhá nhé. Trong này thì anh em thợ bên mình đang ốp nhé. Anh em nào có nhu cầu mua cái sản phẩm kích gạch này, thì liên hệ mình nhé. Kích gạch bay đăng cưa, bùa cao su và kè cân bằng các loại thì anh em liên hệ với mình nhé. Bên mình có bán đầy đủ các dụng cụ chuyên dùng ốp lát gạch bay Huế cũng như là ống kéo phao chi. Một con kích gạch thế này bên mình bán 65.000 một con nha anh em, đầy đủ màu mà. Đấy, 65.000 một con. Hàng loại 1 nha anh em, rất là nặng nhé, hàng loại 1 nhé. Ở đây mình làm nó hơi bị dơ, nhưng không sao anh em nhé. Thì mình xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại tất cả anh em những video tiếp theo.